Thưa quý vị, bếp chay 5.000 đồng của câu lạc bộ Hoa Bỉ Ngạn thành lập mới mở vào ngày 25 tháng 7 vừa qua. Song hiện nay bếp chay đã trở thành điểm đến ăn trưa, ăn tối của nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận, cũng như địa bàn thành phố, với những suất chay nghĩa tình chất lượng. Trong đó mỗi buổi trưa, bếp chay này đều phục vụ khoảng hơn 300 suất. 10 giờ 30 phút. Những hàng người nối dài xếp hàng chờ mua cơm mang về. Đây là lần đầu tiên bà Trần Thị Xu đến bếp chay 5.000 đồng này. Bà cho biết những ngày này nắng nóng gay gắt, đi làm ngoài đường rất vất vả, nay được mọi người giới thiệu, dù hay xa chỗ làm nhưng vẫn cố gắng tìm đến để mua suất ăn chay này. Bà Trần Thị Xu xúc động không chỉ vì suất chay 5.000 đồng nhưng vẫn chất lượng, mà còn là vì sự tử tế của các bạn trẻ làm nên bếp chay này. Thì bà thấy bà cảm ơn các con, cũng quý, chứ đi cực quá con, gặp vài quý lắm con. Bếp chay 5.000 đồng có địa chỉ tại 31 Đặng Thất, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, mở từ buổi trưa và cả buổi chiều, tối, phục vụ cho người lao động có thu nhập thấp, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, người vô gia cư không nơi nương tựa, trẻ em và các cô chú bán hàng rong, vé số. Theo chủ nhiệm câu lạc bộ Hoa Bỉ Ngạn, bếp chay 5.000 đồng ra đời vì muốn hỗ trợ phần nào cho các đối tượng nêu trên, tiếp thêm động lực cho họ làm việc, học tập, mưu sinh, cuộc sống đỡ vất vả. Thực ra thì 5.000 hay 2.000 hay là 0 đồng nó đều là giống nhau. Và 5.000 đối với mình á, mình làm thì mình không có thu tiền. Và mình muốn cho các cô chú ở đây á, khi vào á, là họ thấy bỏ cái công sức của họ ra để ăn trên cái bữa ăn đó và họ không có còn khó khăn, có ngày ngùng á, họ ăn sẽ thoải mái hơn. Đồng hành với bếp chay là các mạnh thường quân trên địa bàn. Không những vậy, bếp chay thực sự đã lan tỏa yêu thương khi càng ngày càng có nhiều tình nguyện viên đăng ký hỗ trợ và cả những người hàng xóm xung quanh cũng nhiệt tình đóng góp, người thì góp của, người thì góp công. Mình giúp được mọi người bỏ một công sức của mình ra thì mỗi lần mà đi xong về là mình kiểu trong lòng mà kiểu mà hạnh phúc lắm, rất là kiểu là nhiều lúc mà tụi em đi xin rau củ quả, mọi người nói là tụi con đi làm rứa có lương hay không, rồi đó là tụi em nói là tụi con đi vì bỏ công sức của mình ra, nên là nói chung là mọi người được mọi người hưởng rất là nhiệt tình luôn. Bản thân chị là ở hàng xóm thôi, ở gần cái bếp chay, thì là chị thấy từ khi mà có cái bếp chay đây nữa thì bà con hàng xóm rất chi là vui mừng, là chị là hàng ngày là hàng xóm ở đây là để mà góp mỗi người một ít để mà lo phụ với mấy em rất chi tích cực. Chính chị bản thân chị đến nhiều bữa là cỡ 400 giờ chị phải qua là để phụ với mấy em. Chị cũng mong là bếp này sẽ có một cái hỗ trợ để mà duy trì cho lâu. Chủ nhiệm câu lạc bộ Hoa Bỉ Ngạn cho biết thêm vào mỗi chiều thứ bảy, chủ nhật, bếp chay sẽ nghỉ và bố trí các thành viên tới các trung tâm trại trẻ mồ côi, viện dưỡng lão trên địa bàn để hỗ trợ thêm những suất chay này. Với thông điệp yêu thương mà chúng ta cho đi là yêu thương mà chúng ta giữ được, bếp chay 5.000 đồng mong muốn có thể thắp sáng ngọn lửa yêu thương, mang những điều tốt đẹp nhất đến với những ai còn khó khăn, chung tay xây dựng một Đà Nẵng nhân ái, nghĩa tình.